Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tuấn Lai sẽ gửi tới các bạn phần biên bản cập nhật nhanh về ván đánh của danh thủ thường xuyên là nhà vô địch của Big Viên Boy năm 2020 đấy là thành phố Trường Sơn của tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc và Phan Mạnh Tam Lang Vũ Hoa trong khuôn khổ vòng thiếu thứ 3 của giải cờ tướng Nam Bắc đối kháng. Trong hai ván đấu đầu tiên thì kênh đã gửi tới các bạn thì bên của Thường Xuyên đều là thất thủ trước những danh tướng hàng đầu là Từ Siêu và Triệu Vâm, và trong ván đấu thứ 3 này tại giải đấu liệu rằng bên đỏ của Thường Xuyên trong thế cầm tuyến thủ có hạ được Phan Mạnh Tam Lang Vũ Hoa không khi anh đang thể hiện một phong độ không thực sự tốt tại giải đấu này. Xin kính mời các bạn cùng theo dõi diễn biến của ván đấu trên.
Như vậy sau tình huống cờ mã 7 thoái 8 của bên tiên của Tường Xuyên thì bên đen của danh thủ Phan Mạnh Tâm Lăng Vũ Ấu Hoa cũng đã phải buông cả nhận thua. Vậy các bạn thấy được là bên đen với một pháo không thể tránh khỏi sức tấn công của bên đỏ với mã tốt hợp thành được. Như vậy là kênh học của Tuấn Lai vừa gửi tới các bạn phần biên bản nhanh của ván đấu trên đánh trong khuôn khổ vòng điều thứ 3 của giải cờ tướng Nam Bắc đối kháng năm 2020. Đây là cái trận đánh mà Tường Xuyên đã dần lấy lại được phong độ của mình khi đã thất thủ hai ván liên tiếp tới vòng điều thứ nhất trước Tứ Siêu và vòng thứ hai đã thất thủ trước Triệu Hâm của Kỳ Đàn Chiết Giang. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tới đây.